Alo. Nghe rõ anh chết. Mẹ mày. Đứt cái tai mày. Anh chip mở blog em đi, em có chuyện không, quan trọng muốn nói. Nào 200. Nói gì nhắn tin điện thoại. Điện thoại nhím hết tiền ra, nhắn iMed cần đéo rồi tiền. Có wifi là nhắn được rồi. Điện thoại em hết pin đang bị đánh ngoài đường. Kệ mẹ, cho chết mẹ. Bị đánh vẫn đang xem stream rồi, thật. Thật. Bị đánh ngoài đường nhưng mà vẫn chat trên kênh được, chứng tỏ là mẹ mày xạo lờ. Kéo rồi. Anh Chip ơi, cứu em đang bị lùa ngã tư sở. Đấy. Tên là Chip ơi, gái lùa đấy, gái lùa. Lùa đéo ấy thằng này. Anh Chip ơi, Chip ơi, mời em trốn được vào quán net rồi. Lồn mẹ. Úi dồi mẹ. Đấy, các bạn nhìn thấy trang phục nó chưa? Màu hồng nhá. Yêu thằng đéo là tên Tuấn sao các bạn? Nè, quần tên Tuấn này. Đúng không? Này, tên Tuấn này. Chết rồi, mẹ tao nhím yêu thằng nào tên Tuấn vậy nhở? Tôi thấy cái này. Hay là... Nè đây đây, cái thằng 1PD này. Hay là tướng Z. Tướng Z bên bị vai cũ ấy. Nó thấy thân lắm. Uầy, ừ, đúng rồi. Đợt trước đi uống rượu còn hôn nhau mà. Đúng. Này, đừng có điêu, đợt đấy ai hôn, em không hôn nhá. Có mày mà, có cả. Không, đợt đấy em không quen, em không hôn. Lại bảo không hôn, đúng không? Đợt đấy say vãi cả ỉa ra, không bảo không hôn. Đúng. Không, đợt đấy có anh Tú Đụ anh ạ, em nhớ. Tú Đụ thì chắc chắn rồi, có cả mày nữa. Không có em. Có mày. Không. Có mày mà, nhím, mày nói gì vậy? Còn đổi áo nữa làm chi, có tao nữa mày. Đúng rồi. Biết rồi nhưng mà tao không hôn. Trong tao hôn, tao hôn à? Hôm đấy anh chưa quen mày, anh ngồi ăn bên cạnh em thấy mày hôn. Thôi. Đợt đấy không biết anh Khôi là ai luôn đấy. Anh có biết mày đâu, anh ngồi ăn bên cạnh em mà. Coi là thằng nào ấy nhờ. Anh Khôi không phải là em nhờ. Không, anh em nói được đó thôi. Đấy, mày thấy không? Để bạn mày thấy không? Bây giờ bọn này nó kiểu điện mạng bần nhờn cho con liếm mặt thì Khôi ạ, à, hiểu không? Đó, ý là bảo được đó thôi. Chứ bây giờ biết anh nhá, bảo là một bạn bố luôn. Đúng rồi, bắn nè, sắp có giải nơi rồi đấy. Giải chỉ một trận duy nhất. Đi, anh chip né đi mà em gái nhá. Trời ơi, mẹ mày né tao, một mình tao ra, một mình tao thôi. Chúng mày né hết ra. Anh chip nhảy đâu lên cho bọn em nhảy kiếm điểm free thôi. Kiếm điểm free. Nhạc donate hay quá anh ạ, à. Donate thêm cái nữa để nghe lại. Ôi, cảm ơn Trúc nha. Em nghe lại cả buổi chiều cũng được em ạ. À. Trúc ơi, anh yêu em. Điệt mẹ mày. Nói anh chi là phải quay ra sao nhìn như vậy? Ừ, điệt mẹ. Sao biết hay vậy? Trời ơi. Mẹ, chết rồi. Không, nhìn vậy thôi chứ ho một cái thôi coi. Đi mua thuốc liền. Ừ, bây giờ lười đi thì tại app Medigo, không cho tới nhà. Đi quảng cáo ghê vậy. Một bên nhắn đó mà anh. Quảng cáo á. Khẩu phần đó. Tôi thấy là tôi tay của Digo giống tôi. Đầu của mèo uống được thì đấy, tôi hiểu kết hợp hai người đấy. Mà em bầu thì lại có hai yếu tố luôn mày, hiểu không? Đấy, coi đấy. Tôi thắng em bầu một lần rồi. Thắng cái gì? Đấy, MVP ấy. À, đỏ skill á? Không, MVP.
đúng rồi, giải đó bay quá. Ui, mà để đó điệp mạ mày bao chạy ngang nó bị sấy vãi là lồn rồi. Bao mẹ gặp tôi mồm. Các em thì kinh rồi. Các em nghỉ nha anh chép. À nghỉ à, thì cho anh quay sự kiện FIFA luôn, đập lý gì nữa. Em đi ở đái đi đâu hả? Em nói rồi, nhắc lại đâu. Mày gửi chơi tiếp anh chép ơi. Anh chơi FIFA mà đúng không, anh làm sự kiện mà. Không, mày chơi với tao, chơi với tao đến 6 giờ đi. Vô ok luôn anh. Bắn xong là 6 giờ mà anh chết. Mà bộ tụi em vô địch Việt Nam. Vô địch Việt Nam, cái ao láng. Thì tụi em vô địch Việt Nam, anh có vô địch Việt Nam không? Anh có vô địch Việt Nam khờ. Không cần vô địch Việt Nam nhưng vẫn được đi Đức. Vậy lỡ đều né đâu anh đi Đức nhưng mà anh không mà. Vô địch Việt Nam. Lỡ đều né gai. Ok gai. Vô địch Việt Nam làm gì, chỉ ở nhà. Ôi giời ơi, nhưng mà anh đi Đức nhưng không vô địch Việt Nam. Không vô địch Việt Nam nhưng lại đi Đức. Mà đi Đức thì không lẽ vô địch Việt Nam. Ừ, vô địch Việt Nam nhưng lại không được đi Đức. Thì vô địch Việt Nam cần gì đi Đức anh. Không vô địch Việt Nam vẫn là đi Đức. Chết, bố chửi anh mà, cần gì đi Đức anh kìa. Kêu tên anh mà anh nghe được anh chứ. Nhiễm bắn 5 trận trận đầu. Bạc rách. Cái bùi. Mùi trước ăn gì? Cương cương. Cương cái lồn. Cương cái lồn tao à. Cái lồn rồi, chụp ảnh lại. Đâu? Đã hết mùa rồi. Ôi dồi ôi, kim cương cái lồn tao này. Bắt kim rắc này. Vừa nãy mọi người mấy kill. Nói luôn, mấy kill. 5 kill đây. 5 kill. Mọi người hơi chiếm nhà trong bo. Clear. Nay mày không đi B-Boy à? Hôm qua đi rồi. Bị đéo rồi, địt mẹ ra xem có bạn nữ nào địt mẹ mày mặc váy nhảy không, địt mẹ ra tụt váy làm cái đéo rồi. Làm sao đấy, em tập private 1v1 bạn nữ nào? Tụt quần thấy ra xem à? Ơi giờ. Mày chả toàn thế, mày toàn... Ui, địt mẹ quá kìa. Ôi, Wii U kìa đây, quá là lớn. Thôi sao? Phải vào trong bo chiếm thôi. Ê, và nhảy trước bù đây. Nhảy là chắc trước, chắc nhất trước rồi. Chắc nhất trước này. Chị còn nhớ Nhiếm hứa với anh em mình gì không chứ? Hứa cái gì? Hứa gì? Nhiếm có xem Nhiếm. Bữa tu anh thấy cái bộ mà. Kéo thấy đầu anh à. À ừ. Qua chấm này đi Nhiếm ơi. Nhà đã không bo đâu Nhiếm ơi. Chấm 1 á? Ừ, đi. Sao không ơi? Chát, chát. Từ từ thôi, bọn tao không có xe. Chỉ có xe nhá. Xe ở đây. Ôi, ông ta đấy, tôi đứng trên này một mình được mà. Đứng trên này. Không chạy. Nhìn được nhiều. Nhìn được nhiều chỗ lắm. Thề. Trời ơi, sợ chết gì vậy. Không, clear, không có người. Chỗ này tôi nhìn được khắp cả map luôn. Ông đi, tôi ở đây được mà. Tôi ở đây một mình được mà. Ông đi trước đi. Không có người, clear. Ok bro. Không có ai chạy ra luôn này. Thoải mái đi. Thoải mái đi. Anh Chip ơi, em thấy xe cho anh rồi anh Chip ơi. Chấm 4. Bé dầu. Anh Chip nha, anh Chip kiếm bé dầu làm cái gì. Tao kiếm bé dầu bao giờ? Hả? Hồi nãy anh mới xem, em mới thấy xong trong tìm kiếm của anh. Thế là bạn bé Hi mà. À, bé gì? Hi. Bé chuối. Bé Hi hả? Tú Anh thì... nữa. Ui giời. Tú Anh. Ngọc mẹ. Khánh, cái gì Ngọc Khánh ấy? Ngọc Khánh Tú Anh à? Vũ Thị Ngọc Khánh. Tú Anh. Nhưng mà toàn mấy bạn tao mua đồ mày. Rồi. Anh mua slip à? Ơi giời.
người ta bán nội y mà đúng không? Ai bán nội y? Con nào mà thằng nhím ngu này bán dầu thơm với là dài. À dạ. Em ngu quá. Em tưởng mọi người bảo người ta à người ta bán nội y anh ạ. Cái này đi bro. Đang qua bro. Ê tôi chạy bộ chậm bốn tôi lấy ấy nhá. Ê có xe trong đây, có xe. Từ từ. Lên, tao bắt cái này, một thằng ơi. Thôi lên, đông lắm bố ơi. Sao lưng kìa bố. Hai team chưa? Còn mình mất nào vậy? Hai team. Thế rồi, đi rồi. Nice. Có một team nữa. Có hai team, nó bắn hai team. Trong nhà này. Từ nay vô bôi từ nhà nào? Ở dưới nhà đâu rồi? Nhà dưới có. Nhà dưới nào? Nhà dưới ở ngay dưới cùng luôn. Chấm bốn. Đây là một thằng thôi. Ăn nó này. Cẩn thận nhà hai tầng không biết nhá. Một thằng thôi. Nhanh lên. Hai viên rồi vào đấy. Yêu hai viên rồi. Rồi. Nhà một tầng. Còn. Nhà một tầng hai viên, hai viên LR rồi. Trong nhà. Sao đâu nắm thì phải mấy thằng lẻ thế. Hai team ấy ạ. Hồi vô mà. Sau này. Đây. Nhà kia đi rồi nhím ơi. Đi có xe máy. Đi rồi. Đi rồi. Nhà ơi. Mình chạy thẳng lên luôn bố. Combat đây. Đây. Chị ơi. Ở bên 170 có này. Xem con bắt được không? Bên trái đi rồi. Ủa vô nhà bên đi đường kẻ này. Đi kẻ được đấy. Đây. Chưa cần đâu. Ê lên cái núi này được này. Ai xe máy lên núi đi. Ừ, ai xe máy lên núi nhìn được đấy. Bắn cover xuống đây là đẹp. Cái này đi rồi. Thề SR. Bên này mọi người vòng qua bên này ăn vào này luôn này. Vào nhà anh rồi sao này? Ui nó nhảy từ chiếc máy qua anh chứ bà. Này nhà tôi liền nhá. Quay nhà tôi. Đây là chip của. Lên này đông. Anh chip chạy lên máy được không? Chờ bóc lên chứ. Chạy lên máy nó chạy được đấy. Nó lên máy rồi này. Lên máy. Từ trên máy đi xuống. Thằng đấy ở trên máy á. Hai thằng. Máy đi xuống. Thế thì anh chip chạy thẳng ra cho em đi, em cover được nếu mà nó trên máy. Nó đi xuống rồi, nó đi trên tầng rồi. Hai ba thằng diễn nha, ít nhất là hai. Bụt ơi, chạy qua đây đi. Không chạy được. Cover anh chip ra. Tao chạy nè. Chạy nè. Chạy đi, chạy thẳng qua đây. Xong chạy thẳng ở đây anh, chạy thẳng cái nhà chấm bún đây này. Toàn thằng lẻ à? Không. Em biết toàn thằng lẻ. Hầu như toàn lẻ. Còn team 2 á. Team 2 trên nhà anh chip. Team 3 hay sao ấy? Ai?
Đúng rồi, hai thằng bên đây, hai thằng bên đây nhím. Hai không, thằng, thằng vừa giết thằng lẻ đây mà. 11, 211. 211 đấy. Ừ. Yeah. Đây này, thằng cuối, thằng thằng bên tôi thì nó ở khu nhà chấm 4 nhá. Ok. Thằng bên ông ở đâu ấy? Thằng cuối. Đấy, nhà đấy, nhà trước mặt đấy. Trước mặt nhỉ, đấy, ở khu đấy. Đây, đây à? Ừ, không, cái nhà sau cơ. Cái à, nhà to đấy, ờ à? Đấy. Nó ở ngách ngách kìa, ngách giữa hai cái nhà ấy. Được không? À, đấy. Ê bụt ơi, thằng cuối bên tôi rồi. Thằng thằng cuối là cái thằng mà lúc nãy mày bắn xịt đầu tiên ấy, bụt không? Đúng không? Đấy. Dạ, dạ. Đây nó ở mạng bên này này. Đấy đấy, tầm tầm nhà này rồi. Tầm hai nhà này này. Đấy. Không, nó chạy sang bên chấm 2 ấy. Chắc thế. Kì nha, nhím cửa đi. Ờ, đi, không đi, đi vòng đi. Đấy, sau lưng nhà tôi này. Đâu ấy nhở? Bên phải nhà rồi, bụt. Phải nhà. Bên phải cơ mà, phải nhà nhím ấy. Kìa. Yeah. Hai. Hai. 8 kill. Ok, bye. Ờ, nghỉ tiếp con tiếp nhím à. Ừ. Nghỉ ra anh chip nha. Ừ. Em nghỉ chip ơi. Ok. 7 kill vào.